May nó vô, nó giành nhà nè, vô đuổi nó ra, vô đuổi nó ra nè, vô đuổi nó ra. Quá trời kìa, vô giành nhà người ta rồi, rồi đóng cửa lại luôn, nhốt chủ nhân ở ngoài luôn. Mày biết đóng cửa luôn rồi nè, trời đất ơi. Vô giành nhà người ta rồi nhốt chủ nhân ở nhà luôn nè. Đó, trời đất ơi, cái lồng ở bên này nè, bây giờ nó vô nhà người ta là nó nhốt người ta ở ngoài luôn nè. Nè vô nhà đi, giành nhà lại chứ, nhà mình phải giành lại, nhà mình phải giành lại, đúng không? Vô giành lại. Con mày nó dữ lắm, trời ơi. Kéo ra đứa, kéo ra đứa, kéo vô. Đứa kéo ra, đứa kéo vô. Rồi nó giành nhà rồi. Sao? Ngủ trên giày. Ngủ trên nhà rồi. Ngủ trên nhà con rồi hả? Ừ. Ngủ trên nhà rồi hả? Giật ra, đòi nhà lại, đó, đòi lại. Đòi nhà lại. Con kéo ra. Sáng chị Nhung mở cửa cho chân giày. Mở cửa ra, nông ra, đóng cửa lại luôn. Kìa. Đang mét. Đó, trời đất ơi. Mét.